Ông Trump đề xuất không tưởng với Thượng viện Lộ vị trí tỷ phú Musk trong chính quyền mới Ông Trump khiến Israel hài lòng bởi một vị trí ngoại giao nhạy cảm MC của Fox News được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng Iran lần đầu tiên xây hầm phòng thủ vì lo ngại Israel không kích Nga tăng tốc tấn công Odessa ngăn viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho phép ông bổ nhiệm các quan chức chủ chốt mà không cần phải có cuộc bỏ phiếu xác nhận của thượng viện nhằm ngăn chặn việc Đảng dân chủ sử dụng quyền lực ít đòi còn lại để cản trở việc thành lập chính quyền mới của ông. Hiện tại, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang trong quá trình lựa chọn người lãnh đạo tiếp theo, người sẽ nắm giữ quyền lực quan trọng vào tháng 1 năm 2025, sau khi Đảng này giành lại quyền kiểm soát thượng viện từ Đảng dân chủ. Theo hiến pháp Mỹ, thượng viện phải bỏ phiếu để phê duyệt các đề cử của tổng thống đối với các vị trí điều hành cấp cao, bao gồm các chức vụ trong nội các và các thẩm phán. Tuy nhiên, một điều khoản trong hiến pháp cho phép tổng thống bỏ qua cuộc bỏ phiếu của thượng viện nếu cơ quan này đang trong kỳ nghỉ dài nhằm duy trì quyền lực của nhánh lập pháp trong việc kiểm soát tổng thống. Thượng viện Mỹ thường sử dụng chiến thuật lập pháp để tránh bước vào kỳ nghỉ quá dài. Tuy nhiên, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm 10 tháng 11, ông Donald Trump đã yêu cầu các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa ủng hộ việc bổ nhiệm quan chức trong thời gian nghỉ. Ông nhấn mạnh, bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào muốn giành được vị trí lãnh đạo trong thượng viện phải đồng ý với việc thực hiện các bổ nhiệm trong thời gian nghỉ. Ông cũng kêu gọi thượng viện ngừng xét duyệt tất cả các đề cử liên quan đến các thẩm phán. Trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, Đảng Dân chủ đã duy trì quyền kiểm soát thượng viện và thúc đẩy việc bổ nhiệm hàng trăm thẩm phán liên bang nhằm đối phó với làn sóng bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Ngoài ra ông Trump tuyên bố, tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ mới. Bộ này có nhiệm vụ xóa bỏ tệ quan liêu trong bộ máy của chính phủ, cắt giảm các quy định không cần thiết, cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết, bộ cải thiện hiệu quả chính phủ sẽ xây dựng một kế hoạch nhằm loại bỏ tình trạng gian lận tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện của chính phủ liên bang. Ông Trump cho biết, Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ hợp tác với Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng và công việc của họ sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Trong một cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden hồi tháng 10, tỷ phú Elon Musk hứa hẹn sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ 2.000 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách liên bang. Năm tài chính trước, chính phủ Mỹ đã chi hơn 6.750 tỷ đô la Mỹ trong đó hơn 5.300 tỷ đô la Mỹ cho an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và phúc lợi cựu chiến binh. Hiện chưa rõ bộ hiệu quả chính phủ sẽ hoạt động như thế nào hoặc sẽ cắt giảm khoản ngân sách nào. Theo Bloomberg, các nỗ lực cắt giảm ngân sách liên bang của ông Musk có thể sẽ phải cắt giảm đáng kể các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội, Medicare, Medicaid và phúc lợi cựu chiến binh. Cựu Tổng thống Donald Trump đề cử cựu Tổng đốc Arkansas Mike làm đại sứ Mỹ tại Israel người bảo thủ ủng hộ Israel mạnh mẽ. Lựa chọn này có thể báo hiệu chính sách tương lai của Mỹ đối với các cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông Huckabee ủng hộ Israel trong suốt sự nghiệp chính trị của mình và là người bảo vệ lâu năm các khu định cư người Do Thái ở bờ Tây. Thông báo đề cử của ông Trump đã nhận được lời khen ngợi ngay lập tức từ các quan chức cấp cao của Israel, nhưng có khả năng sẽ bị phía Palestine chỉ trích. Ông Trump tuyên bố, ông ấy yêu Israel cũng như người dân Israel và người dân Israel cũng yêu ông ấy. Ông Mike sẽ làm việc không biết mệt mỏi để mang lại hòa bình ở Trung Đông. Ông Huckabee, 69 tuổi, sẽ đảm nhiệm một trong những vị trí ngoại giao nhạy cảm nhất của Washington vào thời điểm Israel đang chiến đấu với nhóm chiến binh Hamas ở Gaza và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban trong khi đối đầu với Iran. Các thành viên trong liên minh của Thủ tướng Netanyahu cũng lên tiếng ca ngợi việc đề cử ông Huckabee. Ngoại trưởng Israel viết trên X, tôi mong muốn được làm việc với ông ấy để củng cố mối quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta. Ông Huckabee từng làm thống đốc bang Arkansas từ năm 1996 đến 2007, tham gia tranh cử tổng thống Mỹ trong 2 năm 2008 và 2016, nhưng không được Đảng Cộng hòa lựa chọn trở thành ứng viên. Con gái ông Huckabee, bà Sarah Huckabee Sanders, hiện là thống đốc bang Arkansas. Trước đó, bà Sanders là thư ký báo chí Nhà Trắng từ năm 2017 đến 2019. Giống như người được lựa chọn, ông Huckabee, tổng thống đắc cử Donald Trump, ủng hộ mục tiêu loại bỏ Hamas của Thủ tướng Israel Netanyahu xong kêu gọi Israel cần đẩy nhanh việc đạt được mục tiêu nói trên. Ông Trump cũng cam kết mang lại hòa bình cho Trung Đông dù không nêu rõ chi tiết. Theo hãng tin Reuters và tờ New York Times, tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử ông Peter Hedges, người dẫn chương trình của Fox News, cựu binh từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan, làm bộ trưởng bộ quốc phòng, lãnh đạo 1,3 triệu binh sĩ tại ngũ của Mỹ. Việc lựa chọn ông Hedges nằm ngoài tiêu chuẩn truyền thống trong vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng. Ông Hexet là người ủng hộ tận tụy của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông từng đứng ra bảo vệ các tương tác của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ủng hộ chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết, America First, nhằm rút quân đội Mỹ khỏi nước ngoài và tích cực đấu tranh bảo vệ các cựu binh bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Ông Peter Hexet, 44 tuổi, là người dẫn chương trình Fox and Friends Weekend của Fox News và là cựu binh Mỹ từng tham gia hoạt động ở Iraq, Afghanistan, Vịnh Guantanamo. Ông có bằng tốt nghiệp Đại học Princeton và Harvard. Nguồn tin Fox News cho hay, ông Peter Hegseth đã làm việc với họ 8 năm và chính thức chấm dứt hợp đồng từ ngày 12 tháng 11 và chương trình dẫn cuối cùng của ông là vào cuối tuần trước. Theo hãng tin Reuters, thống đốc đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo đã chọn cựu giám đốc tình báo quốc gia John Radcliffe làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Ông Trump tuyên bố, tôi mong ông Radcliffe sẽ trở thành người đầu tiên phục vụ ở cả hai vị trí cao nhất liên quan đến tình báo của đất nước chúng ta. Ông ấy sẽ là một chiến binh không biết sợ hãi vì quyền hiến định của tất cả người Mỹ, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia ở mức độ cao nhất và hòa bình thông qua sức mạnh. Theo một số nguồn tin, ông John Radcliffe từng đứng đầu danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng trưởng lý. Hiện tại, ông là đồng chủ tịch Trung tâm An ninh Mỹ thuộc Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một nhóm nghiên cứu có liên hệ với ông Trump. Ông Radcliffe một nhân vật bảo thủ từ Texas, đã giữ chức giám đốc tình báo quốc gia từ năm 2020 đến năm 2021 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông từng bị các đảng viên dân chủ và cựu quan chức tình báo cáo buộc giải mật các thông tin tình báo để ông Trump và các đồng minh Cộng hòa sử dụng tấn công các đối thủ chính trị, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden. Song văn phòng của ông Radcliffe đã phủ nhận điều này. Cựu luật sư Radcliffe, 59 tuổi, lần đầu tiên giành được sự tin tưởng của ông Donald Trump trong thời gian ông còn ở Quốc hội Mỹ với tư cách là một trong những người chỉ trích mạnh nhất cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller và báo cáo của ông về nỗ lực gây ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Gần đây hơn, ông Radcliffe đã giúp đội ngũ chuyển giao của Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Donald Trump, James David Vance, xây dựng nhóm an ninh quốc gia. Nếu được phê chuẩn là người đứng đầu cơ quan tình báo quyền lực nhất của Mỹ, nhiệm vụ của ông Radcliffe sẽ bao gồm việc theo dõi phân tích các mối đe dọa từ nước ngoài của CIA, điều hành các hoạt động tình báo nhạy cảm ở nước ngoài và giám sát các chiến dịch hành động bí mật. Ông cũng sẽ là một trong số ít những người được bổ nhiệm với nhiệm vụ cải tổ một nhóm cơ quan tình báo khác nhau mà ông Trump và các đồng minh cáo buộc là có khuynh hướng thiên tả. Theo The Hill, mới đây cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã đưa ra những nhận định về các thành viên trong nội các mới của tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Pence nói Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi với những bổ nhiệm sớm của ông Trump. Những nhân vật như Marco Rubio, Ngoại trưởng, Tom Homan, quan chức phụ trách biên giới và Michael Wance, Cố vấn An ninh Quốc gia đều là những người sẽ phục vụ tốt cho đất nước, phục vụ tốt cho Tổng thống đắc cử. Cựu Phó Tổng thống Pence và ông Trump có mối quan hệ không mấy êm đẹp sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Trong hai năm sau đó, ông Pence đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông không có thẩm quyền phủ nhận kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bất chấp việc ông Donald Trump đã yêu cầu ông làm vậy. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ông Pence cũng không công khai sự ủng hộ đối với ông Donald Trump. Ông nói hồi tháng 3, "Tôi vô cùng tự hào về những thành tích trong nhiệm kỳ của mình, nhưng tôi có những khác biệt sâu sắc với tổng thống Trump về nhiều vấn đề." Hiện nay, ông Trump dường như đang đẩy nhanh quá trình xây dựng đội ngũ. Có lẽ đó là vì ông từng có kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, lợi thế Đảng Cộng hòa đang thắng thế ở cả thượng viện lẫn hạ viện cũng có thể giúp ông Trump dễ dàng đạt được các đề xuất nhân sự mà ít bị cản trở ở quốc hội. Có thể thấy, quá trình công bố các lựa chọn nhân sự đang diễn ra của ông Donald Trump có tổ chức hơn so với hồi năm 2016, phần lớn nhờ vào vai trò của bà Susie Wallace, người được đề cử là tránh văn phòng Nhà Trắng sau khi điều hành chiến dịch tranh cử hiệu quả. Bà Alicia Farah Griffin, cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng dưới thời ông Donald Trump và hiện là bình luận viên của kênh CNN, cũng nhận định các lựa chọn của ông Donald Trump đều là những người chắc chắn có đủ năng lực cho vị trí của họ. Bà cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt trong tốc độ và cách thức lựa chọn nhân sự lần này so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Theo tờ Forbes, tài sản dòng của tỷ phú Elon Musk đã tăng khoảng 70 tỷ đô la Mỹ sau khi giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Tesla tăng mạnh. Cụ thể, kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 39% lên mức 350 đô la Mỹ một cổ phiếu đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ Forbes, mức tăng này đã nâng tài sản dòng của ông Elon Musk lên ước tính 320 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn gần 90 tỷ đô la Mỹ so với người giàu thứ hai thế giới, là ông Larry Ellison, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle. Tài sản của ông Ellison cũng tăng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, nhờ cổ phiếu Oracle tăng 10% trong cùng giai đoạn trên. Theo hồ sơ mới nhất nộp lên cơ quan quản lý, tỷ phú Elon Musk nắm giữ một lượng lớn cổ phần Tesla sở hữu 411,06 triệu cổ phiếu và khoảng 304 triệu quyền chọn dựa trên hiệu suất. Hồi tháng 1 năm nay, một thẩm phán tòa án Chancery Delaware đã bác gói lương thưởng từ năm 2018 của ông Musk, bao gồm các quyền chọn này. Các cổ đông sau đó đã bỏ phiếu phê chuẩn lại gói thưởng trên vào tháng 6. Phía tòa án cho hay phán quyết cuối cùng về vấn đề này sẽ sớm được đưa ra. Nhà phân tích Jim Munster của công ty quản lý tài sản Deepwater Asset Management cho rằng Đà tăng gần đây của cổ phiếu Tesla là do niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng của công ty trong các lĩnh vực khác như robot taxi đang ngày càng tăng. Ông Munster cũng cho rằng, ngoài Tesla, công ty chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ SpaceX và mô hình trí thông minh nhân tạo XAI cũng là bên hưởng lợi rõ ràng từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đáng chú ý, ông Elon Musk và ông Larry Ellison không phải là hai CEO công nghệ duy nhất được hưởng lợi sau cuộc bầu cử năm nay tài sản dòng của CEO nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase, ông Brian Armstrong cũng đã tăng thêm khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cổ phiếu Coinbase đã tăng vọt 20% riêng trong phiên đầu tuần này, vượt mốc 300 đô la Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2021 và nâng tổng mức tăng kể từ ngày bầu cử lên 67%. Hiện tại, giá cổ phiếu Coinbase chỉ còn cách mức cao nhất của năm 2021 khoảng 6%. Nhìn chung, Tiền điện tử đã tăng giá mạnh kể từ cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, với riêng Bitcoin đã tăng khoảng 30% lên mức kỷ lục hơn 89.100 đô la Mỹ. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới và hướng tới mốc 100.000 đô la Mỹ trong năm nay. Ít tham gia chính trị hơn so với các anh chị, Eric Trump, con trai thứ ba của tổng thống đắc cử Donald Trump, tập trung vào việc tiếp quản cơ nghiệp của gia đình được ông Trump để lại. Eric Trump sinh năm 1984. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Eric mô tả cha mình là một người vô cùng hài hước. Sau khi tốt nghiệp đại học Georgetown, Eric cũng gia nhập Trump Organization, hiện giữ chức phó chủ tịch điều hành. Được biết, nếu Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, dần trở thành nhân vật quan trọng trong phong trào chính trị của cha mình, Eric Trump được coi là người trèo lái đế chế kinh doanh của gia đình. Khác với anh trai Donald Trump Jr., eric trump nổi tiếng với các phát ngôn mang tính đảng phái mạnh mẽ eric trump luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa công nghiệp gia đình bước sang thời kỳ mới eric trump khẳng định sau khi thắng cử ông trump sẽ phải giữ khoảng cách với công ty tuy nhiên chính trị gia cộng hòa và gia đình vẫn sẽ bị theo dõi sát sao nhất là khi ông mới đây giúp quảng bá công ty tiền số mà anh em nhà eric góp phần sáng lập giờ đây eric trump đã giúp tập đoàn trả các khoản nợ trị giá hàng triệu đô la mỹ cũng như huy động tiền từ các thương vụ bán tài sản và đảo nợ. Ông cũng thúc đẩy hợp tác sự Trump Organization và LIVCOP, tổ chức được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Eric Trump đã quá quen với những lời chỉ trích rằng ông chỉ có thể ngồi vào vị trí hiện nay nhờ quan hệ gia đình. Ông cho rằng đây là một phần của cuộc sống và tuyên bố bản thân phải tự khẳng định. Ông nói, có lẽ tôi là người được tin cậy nhất trong cuộc đời của cha tôi, đó là lý do tôi ngồi đằng sau chiếc bàn này. Dù tập trung vào kinh doanh, Eric Trump cũng tham gia một số sự kiện vận động bầu cử cùng cha cũng như cùng anh trai hỗ trợ đội ngũ chuyển sao nếu ông Trump đắc cử, bao gồm tìm kiếm những ứng viên trung thành cho các vị trí trong chính quyền mới. Trong thời gian qua, con trai thứ của ông Trump dành nhiều buổi sáng để trả lời phỏng vấn, không chỉ với các cơ quan báo chí lớn như Fox News, mà cả các đài phát thanh và truyền hình địa phương. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tập trung vào kinh doanh sau cuộc bầu cử. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev vừa qua đã lên tiếng chỉ trích các chính trị gia châu Âu vì đẩy mạnh sự tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, cho rằng điều này trái ngược với nguyện vọng của người dân và có thể gây ra các hệ lụy nghiêm trọng. Ông cũng đề cập đến phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông Macron khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngay cả khi Mỹ ngừng viện trợ. Ông cũng chỉ ra tuyên bố của ứng cử viên Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đã ra tối hậu thư với Nga rằng Đức có thể cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine nếu xung đột không kết thúc. Ông Medvedev cũng cảnh báo các nước châu Âu không nên viện trợ cho Ukraine các tên lửa tầm xa để tấn công Nga, nhấn mạnh rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không thể thay đổi được kết quả. Song song với đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng phát biểu rằng các lãnh đạo châu Âu đang trải qua nỗi buồn mùa thu sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Ông Medvedev nói thêm rằng ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể là tin xấu cho Ukraine, trong khi đó tại Mỹ, ông Donald Trump dường như đang hoàn thiện bộ máy chính quyền của mình. Theo giới quan sát, những lựa chọn của ông Trump dự báo một bộ máy cực hữu sẽ nhằm vào giới tinh hoa tại Washington, những người nhập cư trái phép và tuyên bố cho thế giới biết rằng từ giờ trở đi, nước Mỹ là trên hết. Theo đó, truyền thông Mỹ cho biết, ông Trump có thể chọn thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng Mỹ tiếp theo và dân biểu bang Florida, ông Mike Pence làm cố vấn an ninh quốc gia. Được biết, Ông Rubio có quan điểm đối ngoại cứng rắn, nhiều lần kêu gọi các biện pháp mạnh tay đối với các quốc gia đối lập. Trong khi đó, ông Wans cũng nổi tiếng với thái độ cứng rắn với những nước có căng thẳng địa chính trị với Mỹ, đồng thời kêu gọi các đồng minh tự đầu tư vào an ninh quốc gia. Các lựa chọn này thể hiện xu hướng đối ngoại chính thống của Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, ông Stephen Mueller cũng được dự kiến giữ vai trò phó tránh văn phòng Nhà Trắng, phụ trách chính sách, giúp thực thi trục xuất nhập cư. Cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE Tom Herman cũng được chọn để giám sát chính sách biên giới, nhấn mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư của chính phủ ông Trump. Nhìn chung, các ứng cử viên tiềm năng đều thể hiện lòng trung thành với ông Donald Trump, phản ánh mong muốn thay đổi mà ông Trump đại diện trong mắt cử tri. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất ổn về chính sách đối ngoại, khi ông Rubio không thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Owens phản đối các nỗ lực ngừng bắn ở giải Gaza của chính quyền ông Biden. Theo hãng tin Axios tiết lộ vừa qua, tại khu nghỉ dưỡng mar a Lago, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiếp đón ông Ron Dermer, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chiến lược Israel. Cuộc gặp gỡ này đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế khi ông Dermer, với cương vị là một đặc phái viên của ông Netanyahu, đã thảo luận với ông Trump về những vấn đề nóng bỏng cho khu vực Trung Đông, đặc biệt là xung đột tại Gaza, Liban và Iran. Theo đó, thông điệp mà Israel muốn truyền đạt tới ông Trump trước khi ông chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 không chỉ là vấn đề quân sự mà còn là một chiến lược dài hơi về vị thế của Israel trong cuộc xung đột khu vực. Theo các quan chức từ cả Israel và Mỹ, cuộc gặp này không chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin, mà còn là cơ hội để Israel làm rõ những vấn đề mà họ hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận hoặc hỗ trợ từ chính quyền mới của Mỹ trong thời gian sắp tới. Một quan chức Mỹ chia sẻ rằng trong cuộc gặp, Israel muốn thảo luận về những vấn đề quan trọng mà họ mong muốn được giải quyết ngay lập tức và những vấn đề khác có thể chờ đợi đến sau khi ông Trump nhận chức. Các vấn đề này bao gồm tình hình tại Liban, các nỗ lực ngừng bắn tại Gaza và những động thái ngoại giao với Ả Rập Xê Út. Một trong những mục tiêu mà Israel muốn đạt được là kiểm tra phản ứng của ông Trump đối với các vấn đề như việc áp dụng ngừng bắn giữa Israel và Liban, cũng như việc thực hiện những kế hoạch dài hạn đối với Gaza sau khi xung đột kết thúc. Ngoài ra, vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út cũng là một trong những chủ đề nóng mà Israel muốn đưa ra để thảo luận với chính quyền ông Trump nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho chiến lược an ninh khu vực của họ. Được biết, một trong những thành tựu được ca ngợi nhất của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên là hiệp ước Abraham ở Trung Đông, kèm theo đó là hàng loạt thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, Bahrain và Maroc. Theo đó, chuyên gia địa chính trị Sergio Restelli cho rằng, hiệp ước này đánh dấu sự thay đổi lịch sử về động lực khu vực, mở ra con đường hợp tác kinh tế và an ninh. Ông Trump trong những phát biểu đã từng ám chỉ khả năng mở rộng các thỏa thuận này trong đó thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel là một viên ngọc quý tiềm năng trong chính sách đối ngoại của ông. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, ông Trump tự tin rằng phong cách đàm phán độc đáo của ông có thể đưa Ả Rập Xê Út và Israel ngồi vào bàn đàm phán tạo ra kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng mới trong khu vực. Một thỏa thuận như vậy có thể tái cấu trúc địa chính trị Trung Đông, củng cố khối chống Iran, đồng thời thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu so rộng hơn. Tầm nhìn của ông Trump về Trung Đông cũng có thể mang lại lợi ích cho hành lang kinh tế Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu. Một dự án nhằm tăng cường thương mại và kết nối giữa các khu vực này, việc chính quyền của ông Trump tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ giữa Israel, Ả Rập Xê Út và các nước khác chủ chốt có thể mang lại môi trường mới ổn định cho IMEC phát triển. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể có những tác động lớn đến tương lai của Ukraine. Tổng thống đắc cử đã chỉ trích số tiền viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết rằng, ông hy vọng người Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến thắng. Phát biểu của ông Healey nhấn mạnh sự ủng hộ trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột. Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Quốc gia đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào nước này vào năm 2022. Mỹ vẫn kiên định ủng hộ Ukraine khi cung cấp khoản viện trợ trực tiếp, trị giá khoảng 106 tỷ đô la cho chính phủ ở Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang rơi vào thế bế tắc và chi phí nhân đạo tiếp tục gia tăng, tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine trở nên mù mịt khi nhiệm kỳ của Biden trước những tháng cuối cùng và ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Tờ báo Anh The Telegraph đưa tin, thủ tướng Anh Keir Starmer và tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau để thảo luận về việc liệu Tổng thống Joe Biden có thể bị thuyết phục để cấp phép cho Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga hay không. Song song với đó, ngoại trưởng mỹ antony blinken có kế hoạch tới bruxelles để đàm phán với các đồng minh châu âu những nước quan ngại rằng tổng thống đắc cử donald trump có thể từ bỏ việc viện trợ quân sự cho ukraine theo thông báo của bộ ngoại giao mỹ trong các cuộc họp với các quan chức nato và eu ông blinken sẽ thảo luận về việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của ukraine nhưng không nêu rõ thông điệp mà ông sẽ truyền tải trong khi đó các nhà lãnh đạo thế giới được cho là đang cố gắng đánh giá cách ông trump định thay đổi chính sách của mỹ đối với ukraine trong suốt chiến dịch của mình, ông Trump đã nói rõ ràng, ông cam kết chấm dứt sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột nước ngoài. Nỗi lo ngại về kế hoạch của ông Trump dành cho Ukraine tăng cao sau khi có thông tin xác nhận rằng các cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, những người đều ủng hộ Ukraine, đều sẽ không được cho các vị trí trong nội các của ông Trump. Điều này có thể đánh dấu sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Budapest vừa qua, Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo rằng chúng ta không được giao phó mãi mãi vấn đề an ninh của mình cho nước Mỹ. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Thưa quý vị, tàu khu trục đô đốc Goloko của hạm đội phương Bắc Nga vừa hoàn thành hành trình qua eo biển Manch và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Đại Tây Dương. Trước khi qua eo biển, Tàu Nga đã tham gia nhiều cuộc tập trận chống cực đoàn và huấn luyện đối phó các cuộc tấn công UAV. Trong khi đó, thì Hải quân Hoàng gia Anh vẫn đang giám sát chặt chẽ hành trình của tàu chiến Nga, một nhiệm vụ thường xuyên kể từ thời chiến tranh lạnh. Hãng thông tấn nhà nước RIA, trích dẫn tuyên bố từ văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết, tàu khu trục đồ đốc Globco của Hạm đội phương Bắc đã hoàn thành hành trình qua eo biển Manche, hiện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại các khu vực được chỉ định của Đại Tây Dương. Theo các hãng thông tấn Nga, ngày 12 tháng 11, thủy thủ đoàn của đô đốc Glovko đã trải qua một loạt các cuộc tập trận chống cực đoan, tiến hành huấn luyện đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của kẻ thù giả định. Hồi đầu tháng, văn phòng truyền thông của hạm đội phương Bắc xác nhận tàu khu trục đô đốc Glovko thuộc Hải quân Liên bang Nga được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon đã khởi hành cho chuyến đi đường dài đầu tiên. Hãng tin TASS Trích tuyên bố của hàm nội phương Bắc cho biết, tàu khu trục đô đốc Globco và một tàu chở dầu hỗ trợ đã khởi hành và hướng đến Đại Tây Dương qua biển Bahrain. Đây là hải trình đường dài đầu tiên của tàu khu trục đô đốc Globco và dự kiến kéo dài trong nhiều tháng. Tàu chiến Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau ở biển Bahrain, biển Bắc và biển Na Uy trước khi tiến vào eo biển Manche. Khi tàu đô đốc Globco và các tàu hỗ trợ đi về phía Tây qua eo biển Manche cách đây ít ngày, Hải quân Hoàng gia Anh triển khai khinh hạm Type 23 HMS Iron News để giám sát. Việc giám sát tàu chiến Nga là nhiệm vụ thường xuyên của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu vào những năm 1950. Tàu chiến Nga có quyền đi qua eo biển Manche và thường không được coi là dấu hiệu đe dọa nước Anh. Cũng theo hãng thông tấn TASS, tàu đô đốc Kolobko là khinh hạm thứ ba được chế tạo cho Hải quân Nga thuộc dự án phát triển tàu chiến 22350, được coi là đại diện cho thế hệ tàu chiến mới của Nga. Tàu đô đốc Kolobko được trang bị vũ khí dẫn đường đa năng tiên tiến, có độ chính xác cao được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ ở các vùng biển đại dương xa xôi và đã chứng tỏ năng lực hoạt động trong quá trình phục vụ hải quân nga kể từ khi được biên chế vào cuối năm 2023. Bộ quốc phòng nga nhấn mạnh tàu đô đốc của Loko có khả năng phá hủy tàu biển nhờ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon khẳng định vũ khí này chắc chắn xuyên thủng mọi hệ thống chống tên lửa hiện đại. Tổng tham mưu trưởng quân đội ba lan tướng Vyacheslav Kukula kêu gọi quân đội và lực lượng dân sự sẵn sàng chống lại mối đe dọa thực sự từ nga trong cuộc phỏng vấn với tờ Reuters Postpolita, ông Kukula cho biết thêm, Warsaw phải chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước và lưu ý không nên đánh giá thấp khả năng xảy ra xung đột. Theo tướng Kukula, một quốc gia chuẩn bị tốt, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và nền tảng xã hội kiên cường sẽ là thách thức lớn đối với các đối thủ. Bình luận của ông Kukula phản ánh truyền thống của nhà lãnh đạo Ba Lan trong việc áp dụng lập trường cứng rắn đối với Nga cũng như xét đến mối quan hệ bất ổn trong lịch sử của hai nước. Tiềm năng quân sự của Moscow vẫn đang rất lớn với nguồn nhân lực và nguyên liệu thô mạnh mẽ cũng như ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động có khả năng duy trì mở rộng năng lực quân sự. Tướng Ba Lan lưu ý ý định của Nga đã được truyền đạt rõ ràng qua tổng thống Vladimir Putin và bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov. Ngoài ra, ông Kukla cho rằng tham vọng quân sự của Điện Kremlin hầu như không thay đổi kể từ cuối năm 2021. Tướng Ba Lan tuyên bố Nga có thể khai thác kịch bản như NATO chia rẽ hoặc sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột ở Thái Bình Dương để tăng cường hành động quân sự. Ngoài ra, Ba Lan cũng cần phải cảnh giác với những điểm yếu chiến lược. Ông Kukula giải thích, mục tiêu của chúng tôi là ngăn cản Nga khỏi hành động gây hấn. Đồng thời lưu ý biện pháp phòng thủ của Ba Lan nên được kết hợp với quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông cho rằng năng lực dân đe đòi hỏi kết hợp giữa đầu tư nguồn lực cho quân sự và quyết tâm của công chúng. Moscow liên tục phủ nhận mọi ý định tấn công NATO. Tổng thống Nga Putin gần đây mô tả những cảnh báo về sự gây hấn của Nga đối với Tây Âu là vô nghĩa. Hiện nay, Iran đang xây dựng đường hầm phòng thủ bên trong mạng lưới tàu điện ngầm của Tehran bởi lo ngại Israel sẽ tiếp tục tấn công thủ đô. Theo ông Jafar Tasakori, người đứng đầu ủy ban giao thông của Hội đồng thành phố Tehran, đây là lần đầu tiên một đường hầm có chức năng phòng thủ được xây dựng trong thủ đô Iran. Ông Tasakori tiết lộ, đường hầm sẽ chạy giữa hai nhà ga tàu điện ngầm và cung cấp lối đi trực tiếp đến một bệnh viện. Chia sẻ với truyền thông, ông Tasakori nhấn mạnh, đường hầm này kết nối các khu vực khác nhau của thành phố như một phần của chiến lược tổng thể. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin rằng một hội nghị có tên đường hầm phòng thủ sẽ được tổ chức tại Học viện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vào ngày 20 tháng 11. Trong thời gian qua, Israel và Iran đã tấn công đáp trả lẫn nhau, gây quan ngại về xung đột Trung Đông lan rộng. Tính từ đầu năm đến nay, Iran đã hai lần phóng tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel, khiến Tel Aviv cũng quyết định dùng hỏa lực đáp trả. Gần đây nhất vào cuối tháng 10, Israel đã không kích nhằm vào lãnh thổ Iran. Israel tuyên bố cuộc không kích này chỉ tập trung vào mục tiêu quân sự và tránh cơ sở dầu mỏ, hạt nhân quan trọng của Iran. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Ở chiều ngược lại, Iran tuyên bố về cơ bản đã ngăn chặn thành công của không kích của Israel sáng 26 tháng 10, thiệt hại trên mặt đất ở mức hạn chế. Sau vụ việc này, Iran cảnh cáo sẽ đáp trả. Về phần mình, Israel cũng đe dọa về hậu quả nghiêm trọng nếu Iran hành động. Sau các cuộc không kích của Israel, một số công dân Iran đã lên mạng xã hội than phiền về tình trạng thiếu các cơ sở an toàn cho người dân thường. Họ thất vọng vì thiếu thông tin liên quan, cũng như thực tế là không có nơi trú ẩn không kích ở thủ đô. Do đó, hầm phòng thủ trong mạng lưới tàu điện ngầm rất có thể sẽ được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho dân thường Iran trong trường hợp Israel tiếp tục tấn công. Gần đây, kênh Telegram Sabirin vốn có quan hệ chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực của Iran cũng đã công bố đoạn video về một thành phố ngầm chứa các máy bay không người lái UAV và tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, thưa quý vị, quân đội Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào Odessa giữa lúc Mỹ tăng cường viện trợ cho Ukraine qua cảng này. Quân đội Nga đã thực hiện các cuộc không kích kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, đánh trúng nhiều kho đạn và mục tiêu của lực lượng phương Tây. Đây được coi là động thái phản ứng quyết liệt của Moscow khi hải quân không thể phát huy được sức mạnh như mong đợi và buộc phải chuyển sang sử dụng không quân để ngăn chặn sự viện trợ quân sự của NATO. Theo Sohu, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng khi Mỹ đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine qua cảng Odessa, khiến Nga phải tăng tốc độ tiến công ở khu vực này. Sohu dẫn nguồn từ đài truyền hình CCTV cho biết, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Odessa với các cuộc tấn công bằng tên lửa kéo dài hơn 2 giờ. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga đã đánh trúng nhiều kho đạn của Ukraine và lực lượng phương tây đóng quân gần cảng odessa cũng trở thành mục tiêu chính tiếng nổ vang lên liên tục và nhiều xe cứu thương đến hiện trường đưa đi nhiều người bị thương trên cáng kể từ khi xung đột nga ukraina nổ ra hải quân nga không thể hiện được sức mạnh như mong đợi chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột hạm đội biển đen của nga đã hỗ trợ các cuộc tấn công ở miền nam ukraina bằng tên lửa từ tàu chiến sau đó hầu như không còn xuất hiện trong cuộc xung đột với ukraina mỗi lần hải quân nga lộ diện Hầu như đều bị quân đội Ukraina tấn công bất ngờ. Gần đây nhất, hạm đội Caspian, vốn nằm ở vùng hậu phương chiến lược của Nga, cũng đã bị tấn công. Trong tình thế bắt buộc, quân đội Nga chỉ còn cách điều động lực lượng không quân để tấn công các thành phố cảng như Odessa ở Ukraina. Quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở cảng, phá hủy các kho hàng, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh nhằm cắt đứt sự viện trợ quân sự của NATO cho Ukraina. Cuối tháng 10, Nga cũng đã phóng tên lửa các loại vào khu vực Odessa. Thị trưởng thành phố Odessa, Hennady Chukhanov, thời điểm đó cho biết các tín nổ lớn đã được ghi nhận ở Odessa. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành cố tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với 43 máy bay không người lái và 12 tên lửa các loại. Theo cơ quan này, quân đội Nga đã tấn công một cây cầu bắc qua sông, Bihorod Dnitrovsky ở Satoka, khu vực Odessa với hai tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ Crimea và 8 tên lửa dẫn đường kh 59 phóng từ Biển Đen. Ngoài ra, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M khác đã được phóng từ khu vực Rostov và Kramatorsk. Trong khi đó, từ Kursk và Oren của Nga, 43 máy bay không người lái các loại đã được phóng vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã kích hoạt ở Odessa, Kiev, Cherkasy, kirovo -Harat và nhiều khu vực khác. Các nhà quan sát quân sự nhận định trong thời gian gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksandr Livisnenko lưu ý, Nga có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các lực lượng Nga hiện đang tấn công mạnh mẽ hơn khi tiến vào thành phố Kurakhov do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk. Theo đó, Trung tá Anatoly Mavichuk, đồng thời là chuyên gia quân sự Nga đã có những nhận định về sự kiện, cho biết Kodakhov là vị trí chốt chặn của hệ thống phòng thủ Ukraine trong khu vực. Nếu thành phố này thất thủ sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến tới Krasnomaysk, Pokrov, một trung tâm hậu cần quan trọng của Kiev. Ông Mavichuk chỉ ra rằng thành phố Kodakhov cũng có vai trò quan trọng đối với Kiev xét về mặt kinh tế, vì đây là nơi duy nhất do Ukraine kiểm soát sản xuất tàn gốc. Lý giải rõ về vấn đề, chuyên gia quân sự này cho biết, ngành luyện kim của Ukraine sẽ ngừng hoạt động khi mất đi khu vực khai thác than này, vì họ sẽ phải mua than ở nơi khác. Đồng thời, ông cũng cho rằng nơi duy nhất mà Kiev có thể mua than cốc lại chính là Nga. Theo ông Mavichuk, quân đội Nga hiện đang tiến về Kurakhov từ nhiều hướng, buộc lực lượng Ukraine ở đó phải đưa ra lựa chọn khó khăn, hoặc cố thủ và chấp nhận bị tấn công áp đảo, hoặc rút lui để bảo toàn nhân lực vì họ không còn hy vọng giữ được thành phố. Từ đó, ông Matt nhấn mạnh quân đội Nga đang tiến lên với tốc độ nhanh chưa từng có, từ 3 đến 4 km mỗi ngày, trên mặt trận từ Selidovo đến Velikaya, Novoselka, trải dài 65 km. Trong kế hoạch quân sự tại Ukraine, chúng tôi chưa từng chứng kiến đòn tấn công mạnh mẽ đến vậy trên một mặt trận rộng lớn. Chúng tôi tiến vào cuộc xung đột với các mục tiêu quyết định là đánh bại Ukraine và khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Qua chức này, chỉ ra rằng nếu kiểm soát được Kurakhov, quân đội Nga có thể tấn công sâu vào các tuyến phòng thủ của Ukraine, cùng với đó ông Matviychuk kết luận nhìn vào bản đồ bên phải có đường bộ và đường sắt dẫn đến tận Kramatok, nhưng chúng tôi cũng có thể rẽ trái điều mà ông Zelensky có lẽ rất sợ bên trái là Donetsk một thành phố mà Ukraine gọi là Donetsk một thành phố yên bình sẽ trở thành một thành phố tiền tuyến khi phải chứng kiến các cuộc tấn công liên tục gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng nhất việc mất trung tâm hậu cần này sẽ khiến Ukraine khó khắc phục các tổn thất về kinh tế và tài chính Phó thủ tướng thứ nhất Ukraina, kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Yulia Svididenko vừa thông báo, nước này đang tiến gần đến việc thiết lập ba liên doanh mới với các nhà sản xuất vũ khí châu Âu. Trong tuyên bố, phó thủ tướng Svididenko nêu rõ, Ukraina đã thành lập năm liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, trong đó có các công ty của Đức và Litva. Một số nhà sản xuất vũ khí đã mở văn phòng tại Ukraina. Theo bà Svididenko, Ukraina hiện có thêm ba thỏa thuận với các công ty châu Âu đang trong giai đoạn cuối để thành lập liên doanh. Tuy nhiên, bà không cung cấp chi tiết về các liên doanh mới cũng như quy mô đầu tư. Thời gian qua, công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã phát triển mạnh về quy mô, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine có thể sản xuất 4 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm và đang tăng cường sản xuất quân sự, bao gồm tên lửa và các phương tiện vận chuyển. Để duy trì đã phát triển, chính phủ đã thu hút vốn và công nghệ nước ngoài nhằm chuyển đổi ngành sản xuất vũ khí trong nước. Theo bà Svidenko, ngành sản xuất vũ khí đóng góp 1,8% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ukraine trong nửa đầu năm 2024 so với chỉ 0,3% vào năm 2021. Tập đoàn vũ khí Rain Metal của Đức đã mở nhà máy quốc phòng đầu tiên tại Ukraine chuyên bảo trì các phương tiện chiến đấu với kế hoạch bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bộ binh Linsk vào cuối năm nay. Trong khi đó, BAE System, Babcock của Anh, KNDS của Pháp, Đức và công ty My Defense chuyên về công nghệ chống thiết bị bay không người lái của Đan Mạch đã hợp tác với các nhà sản xuất Ukraine và thiết lập văn phòng tại địa phương. Rent Metal từng tuyên bố sẽ xây dựng 4 nhà máy trên lãnh thổ Ukraine. Về mặt tài chính, tập đoàn này được xem là một trong những bên hưởng lợi nhất từ cuộc xung đột tại Ukraine. Tập đoàn này từng tuyên bố cuộc xung đột trên đã cải thiện đáng kể hiệu quả làm ăn của công ty và tăng gần gấp đôi lợi nhuận vận hành của công ty trong nửa đầu năm 2024. Giám đốc điều hành, CEO Rent ông Amin Pepperger khẳng định thêm rằng liên doanh giữa Remetho và các công ty Ukraine đang hoạt động hiệu quả. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã X sau khi tập đoàn Remetal xác nhận đã khánh thành nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên tại Ukraine rằng như đã hứa, từ trước chúng tôi rất trông chờ màn pháo hoa ăn mừng của Nga ngay tại cơ sở sản xuất này. Bài đăng trên được ông Medvedev đăng kèm video ngắn cho thấy một vụ nổ quy mô lớn, nhiều khả năng là vụ nổ do tên lửa gây ra. Tuyên bố của Medvedev một lần nữa khẳng định Moscow xem nhà máy của Remetol tại Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và sẽ tìm cách tiêu diệt cơ sở này. Theo Pravda, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói về khả năng London quyết định triển khai quân đội tới Ukraine. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo thành công của Nga ở Ukraine sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh cho Mỹ và các đồng minh trên nhiều mặt trận. Ông nói đó sẽ là các nước vùng Baltic bạn cũng sẽ thấy tác động ở khu vực Thái Bình Dương nếu Ukraine thất bại. Nhưng không nêu chính xác những tác động có thể xảy ra ở các khu vực đó. Ông cũng mô tả hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev là một khoản đầu tư hợp lý và một cách tốt để chi tiêu công. Đồng thời lập luận, Vương quốc Anh sẽ phải trả nhiều tiền hơn vì an ninh tập thể khi an ninh khu vực bị đe dọa trong trường hợp Ukraine thất bại. Cũng theo cựu Thủ tướng Johnson, Ông Trump đã có nhiều chính sách hỗ trợ Ukraine trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm việc cung cấp tên lửa Javelin cho kỳ ép. Tuy vậy, ý kiến của Đảng Cộng Hòa về vấn đề Ukraine tương đối chia rẽ, và điều này có thể dẫn tới nguy hiểm qua sinh cắt viện trợ cho kỳ ép. Ông nhấn mạnh, nếu Mỹ cắt giảm viện trợ và Ukraine bắt đầu thua cuộc, Anh có thể buộc phải triển khai lực lượng đến khu vực và sẽ phải trả tiền để điều quân đội Anh đến giúp bảo vệ Ukraine. Trước đó, ông Johnson cũng từng lập luận rằng lực lượng Ukraine vẫn có khả năng giành chiến thắng, nhưng chỉ khi phương Tây nhượng bộ mọi yêu cầu của kỳ ép. Những yêu cầu này bao gồm được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow và ATAK-MS, lời mời xác nhập NATO ngay lập tức kèm theo các đảm bảo an ninh, theo điều 5 hiến chương NATO, nửa nghìn tỷ đô la Mỹ hoặc thậm chí là một nghìn tỷ đô la Mỹ. Điều 5 hiến chương NATO quy định rằng, bất cứ hành động tấn công hoặc đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của NATO đều sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và cho phép họ tiến hành biện pháp phòng vệ tập thể. Cựu thủ tướng Anh cũng lập luận rằng phương Tây phải từ bỏ mọi ý tưởng sang người Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận hoặc đổi đất lấy hòa bình. Một số lãnh đạo phương Tây cũng từng cảnh báo các nước thành viên NATO có thể là mục tiêu tiếp theo nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Một quan chức của Đức dự đoán, xung đột giữa Nga và NATO có thể nổ ra sau 5 đến 7 năm nữa. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ điều này. Nga nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên nào của liên minh này. Đồng thời, Moscow cảnh báo bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, NATO sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp. Moscow coi việc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho các cuộc tấn công của Ukraine và sâu trong lãnh thổ Nga đồng nghĩa phương Tây tấn công trực tiếp Nga. Tuy nhiên, ông Johnson mô tả lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ đặt NATO vào tình trạng xung đột với Nga là hung hăng và đe dọa. Cựu Thủ tướng Anh đánh giá những bước đi như vậy là cần thiết để gửi thông điệp quan trọng đến Điện Kremlin. Trung tướng Andrea Malo, người đứng đầu Bộ Chỉ huy huấn luyện đặc biệt của Liên minh châu Âu-EU gần Berlin Đức, vừa qua cho biết xe tăng liên xô cũ từ các bảo tàng đã được sử dụng để huấn luyện quân đội Ukraine với những chiến thuật mà binh sĩ Nga sử dụng trên tiền tuyến. Lý giải nguyên nhân Trung tướng Malo cho biết, những hệ thống vũ khí Liên Xô vẫn đang được phía Nga sử dụng và đôi khi họ đặt bẫy mìn trong những thiết bị bị bỏ lại. Việc giới thiệu về những phương tiện như vậy trong quá trình huấn luyện giúp lực lượng Ukraine dễ dàng hình dung nơi nào họ cần thận trọng để đảm bảo họ không vô tình kích hoạt một số vụ nổ nếu tìm thấy xe tăng Liên Xô trên các mặt trận và mở cửa. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy từ chối cho biết những chiếc xe tăng được mượn từ đâu hoặc có bao nhiêu chiếc đang được sử dụng Song song với đó, thông tin cũng cho thấy các giảng viên từ 17 quốc gia đã huấn luyện khoảng 18.000 binh sĩ Ukraine tại Đức, cách vận hành xe tăng tiên tiến và hệ thống phòng không có độ chính xác cao, đồng thời truyền lại kỹ năng của họ cho lính bán tỉa, kỹ sư và nhân viên y tế. Không chỉ huy động những phương tiện thời Liên Xô, các giảng viên còn tích cực sử dụng hình nộm công nghệ cao, máy bay không người lái trong quá trình huấn luyện. Bộ chỉ huy huấn luyện đặc biệt là một phần trong chiến dịch của Liên minh châu Âu được thành lập năm 2022 để huấn luyện quân đội Ukraine đối phó với các hoạt động quân sự của Nga. Cách đây ít lâu, chiến dịch đã được gia hạn thêm 2 năm, khi quân đội Ukraine phải đối mặt với lực lượng Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất từ đầu xung đột. Hồi đầu năm, Thiếu tướng Tritian, trưởng nhóm công tác chịu trách nhiệm điều phối viện trợ cho Ukraine tại Bộ Quốc phòng Đức cho biết, nước này sẽ hỗ trợ huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine tại Đức trong năm 2024. Quan chức này cho biết thêm, con số trên có thể tăng lên nếu cần thiết. Hoạt động huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại một số nước EU, trong đó có Ba Lan, Đức đã được EU phê chuẩn từ tháng 10, 2022. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 3 năm. Triển vọng đàm phán tiếp tục mờ mịt khi hai bên đưa ra những điều kiện khó chấp nhận với bên còn lại. Khi chiến thắng của ông Donald Trump mang triển vọng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine đến gần hơn, Kiev đang cố gắng để đặt mình vào vị thế mạnh nhất có thể trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, khoảng 4 đến 5 tháng tới sẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa thèn chốt. Cho thấy sự trở lại của ông Trump sẽ quyết định như thế nào đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Quan chức trên nói, mùa đông năm nay là thời điểm quan trọng, tôi hy vọng xung đột sắp kết thúc. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ xác định quan điểm cho cả hai bên đàm phán, vị thế khởi động đàm phán. Ông tiết lộ, Kiev đang nỗ lực để có vị thế mạnh nhất trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Nga trong tương lai gần. Các nỗ lực này bao gồm kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ. Ginda tiến công của nga. Tuy nhiên, ukraine cũng không quá kỳ vọng vào việc chính quyền tổng thống mỹ joe biden sẽ có hỗ trợ đột phá dành cho ukraine, như cho phép dùng vũ khí mỹ tấn công sâu vào nga trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào đầu năm sau. Trong khi đó, tổng thống volodymyr zelensky mới đây vừa đưa ra tuyên bố bất ngờ về tình hình quân bài mặc cả của ukraine ở vùng biên giới kuz của nga. Parada đưa tin trong một bài phát biểu, tổng thống zelensky cho biết. Ông đã nhận được báo cáo chi tiết từ tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syskydy về tình hình tiền tuyến. Đặc biệt là liên quan đến các mặt trận nóng nhất hiện nay là Kurdakhop và Kursk. Ông Zelensky nói đồng thời nhấn mạnh điều này đã khiến Nga không thể triển khai thêm binh sĩ đến các hướng tấn công khác trên lãnh thổ Ukraine. Quân đội của chúng tôi đang kìm chân khoảng 50.000 binh sĩ đối phương nhờ chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk. Chúng tôi rất trân trọng lòng dũng cảm của tất cả các chiến binh mọi đơn vị tham gia vào những trận chiến này. Theo thông tin từ chiến trường, tính đến ngày 11 tháng 11 theo hướng Kursk, tình hình vẫn rất căng thẳng. Nhà phân tích quân sự Yuri Podoliaka cho biết, các trận chiến chính vẫn tiếp diễn ở một số khu vực của mặt trận Kursk, nơi quân đội Nga đã củng cố vị trí của mình, tấn công vào các tuyến hậu cần của quân đội Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố, lực lượng nước này đã sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS 1A Sunspec để phá hủy một cứ điểm của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn của hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS 1A Sunspec thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã tấn công vào cứ điểm của quân đội Ukraine bằng đạn nhiệt áp, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của đối phương và sau đó đăng tải một video có liên quan. TOS 1A Sunspec hỗ trợ hỏa lực trực tiếp để bổ sung cho xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh trên chiến trường. TOS 1A sử dụng đạn nhiệt áp 220mm, tạo ra vụ nổ cực lớn khi đạn chạm mục tiêu. Nga thường xuyên sử dụng TOS-1A nhằm tạo hỏa lực áp đảo, qua đó chế áp hoạt động tác chiến của binh sĩ Ukraine. Binh sĩ Ukraine từng mô tả TOS-1A Sonsepec là một vũ khí đáng gờm. So với các hệ thống tương tự khác, TOS-1A Sonsepec có tầm bắn ngắn hơn. Tuy nhiên, do đây là vũ khí nhiệt áp và có khả năng phóng loạt, nên TOS-1A Sonsepec có khả năng cơ động lớn là vũ khí thuộc binh chủng phòng hóa TOS-1 được thiết kế để tấn công các vị trí kiên cố, trận địa phòng ngự vững chắc, các công trình đô thị và các phương tiện chiến đấu của đối phương. Tổ hợp TOS-1 tham gia các cuộc chiến đấu đầu tiên vào năm 1988 và 1989 tại thung lũng Panjshir ở Afghanistan và cho ấn tượng đặc biệt về hiệu quả chiến đấu của vũ khí. TOS-1 được trưng bày lần đầu tiên trước công chúng vào năm 1999 tại Omsk. TOS-1 không nằm trong biên chế của lực lượng pháo binh Nga mà thuộc biên chế của binh chủng hóa học. Nhưng trong các cuộc xung đột, vũ khí này cho thấy hiệu quả tác chiến đặc biệt cao của hệ thống pháo phản lực nhiệt áp. Cùng với TOS-1A, Nga đang phát triển hệ thống pháo phản lực nhiệt áp thế hệ thứ 3, TOS-3, có tên gọi là Dragon. TOS-3 là phiên bản nâng cấp của TOS-1A, được phát triển trên khu gầm xe thiên giáp bánh xích. Đồng thời, tương tự xe tăng, TOS-3 sẽ được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ hạng nhẹ RA bổ sung để chống lại các cuộc tấn công của đạn pháo độ chính xác cao và máy bay không người lái. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine đã công bố đoạn video binh sĩ nước này cải trang đột kích phía sau phòng tuyến của quân đội Nga ở Kursk. Cụ thể, theo kênh Military, đoạn video đăng trên kênh Telegram ghi lại hình ảnh lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, SOF, tấn công phía sau phòng tuyến của đối phương ở Kursk, vùng biên giới của Nga bị các lực lượng Kiev bất ngờ đột kích từ đầu tháng 8. Video cho thấy binh sĩ Ukraine đã âm thầm xâm nhập vào khu rừng nơi binh sĩ Nga đang hoạt động và tiến hành tấn công. Để tránh bị phát hiện, binh sĩ Ukraine đã khoác thêm áo ngụy trang. Trong tình huống bất ngờ, hai binh sĩ Nga đã bị bắt ngay tại nơi trú ẩn. Một binh sĩ khác bị thương trong cuộc đấu súng và sau đó quyết định đầu hàng. Tuy nhiên, 14 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong lúc giao tranh với nhóm của Ukraine. Theo quy ước, phía Ukraine đã sơ cứu cho các tù binh Nga bị thương cuộc đột kích của Ukraine còn có sự hỗ trợ của các máy bay không người lái UAV trinh sát. Trước đó, nhiều binh sĩ Nga khi cố tránh sự truy đuổi của UAV Ukraine tại mặt trận Kursk cũng đã bất ngờ vướng phải bẫy răng rồng. Những chướng ngại vật chống tăng đã xuất hiện một cách đầy bí hiểm tại đây. Người dùng trên mạng xã hội thời điểm đó ghi nhận sự xuất hiện khó hiểu của chướng ngại vật răng rồng trên một số con đường ở tỉnh Kursk của Nga. Người ta đồn rằng những bẫy răng rồng này là do lực lượng phá hoại ngầm của Ukraine răng ra. Thực ra, những khối bê tông hình kim tự tháp dùng để cản xe tăng này không phải là điều lạ trong cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Cả hai bên tham chiến đều sử dụng chúng để làm chậm đạt tiến của xe tăng và xe cơ giới của đối phương. Tuy nhiên, các kênh Telegram nhận thấy những chướng ngại vật này đã được đặt vào ban đêm, bên phần biên giới của Nga, trên những con đường mà lực lượng Nga hay đi qua. Cụ thể, kênh Telegram Rostroika 1945 có tới 230.000 người theo dõi viết. Những kẻ lạ mặt đã đặt bẫy răng rồng ở phía sau, trên những con đường sơ tán mà xe ô tô con có thể lao nhanh để tránh các UAV cảm tử họ nghi đây là tác phẩm của các biệt đội phá hoại ngầm của Ukraine. Đăng tải trên kênh Telegram này cũng cho biết, số vụ tai nạn trên những con đường này do bất ngờ va phải chướng ngại vật răng rồng còn cao hơn số sự cố do UAV Ukraine tấn công. Trên kênh Telegram của mình, trang strana.ua vừa cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã cho nổ đập Tenovskaya ở hồ chứa Kurakhovsky Kurakhov trong nỗ lực ngăn cản đà tấn công của lực lượng vũ trang Nga. Còn trên kênh Telegram Donbass Operative thông tin, vụ nổ đập ở khu vực làng Stryry Cheney, Việt Tây Kurakhovo đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội địa phương. Sau vụ nổ, nước bắt đầu tràn vào các khu định cư gần nhất. Các trang tin quân sự của Nga cũng đưa tin tương tự. Theo đó, các tác giả của Kegwars Correspondent of the Russian Spring Telegram cho biết, rõ ràng là lực lượng vũ trang Ukraine đã quyết định cho nổ tung đập Ternovskaya để làm chậm bước tấn công của quân đội Nga. Đập Ternovskaya nằm ở làng Sreritani ở phía tây hồ chứa Kurakhovo, con đập nằm trên sông Volchia, các là Sreritani, Dagnoye, Shevchenko, Ulakli, Andrei Zeka, Konstantinopol, Alexeyevka, Borotiv là những làng khác nằm ở Hạ Lưu. Trước đó, thống đốc vùng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm Ông Vadim Filoskin từng cáo buộc quân đội Nga đã gây tổn hại cho hồ chứa nước Kurakhov. Thờ Kiev Independent dẫn bài đăng trên Telegram của ông Filoskin viết Phía Nga đã gây hư hại cho hồ chứa nước Kurakhov. Đòn tấn công lần này đã tạo ra mối đe dọa tiềm tàng cho các cư dân sinh sống ở các tỉnh Donetsk và Dnipro. Tính đến 16 giờ chiều ngày 11 tháng 11, mực nước sông ở khu định cư Velikonovo-Sikip được ghi nhận đã tăng thêm 1,2 m Cho tới nay, chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng ngập lụt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Quân đội Nga đã bắt đầu bảo vệ thành phố Kurakhov, khu định cư lớn nhất, đông dân nhất ở phía tây nam Donbass và cũng là trung tâm phòng thủ quan trọng nhất của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây nam Donetsk. Kurakhov nằm cách Donetsk 46 km về phía tây, Koranovamysk, Poros 30 km về phía nam. Kênh Telegram của Ukraine, Legitini cho biết, Văn phòng Tổng thống Zelensky đang xem xét tiến hành cuộc tấn công cuối cùng để chiếm càng nhiều lãnh thổ Nga càng tốt, nhằm có thêm lợi thế khi ông Donald Trump làm trung gian hòa giải, hy vọng có thể dùng vùng chiếm đóng ở Kursk để đổi lấy lãnh thổ ở miền đông Ukraine hoặc buộc Nga phải nhượng bộ. Kế hoạch sơ bộ là phát động cuộc tấn công vào mùa đông, có thể vào khoảng Giáng sinh. Hiện tại ông Volodymyr Zelensky đang tích cực dự trữ lực lượng cho cuộc tấn công này. Đồng thời quân đội Nga cũng quyết định dành thêm lợi thế trước khi ông Trump can thiệp hòa giải. Trước đó truyền thông Mỹ đưa tin. Nga đã tập hợp hàng chục nghìn quân cho chiến dịch phản công nhằm giành lại các khu vực ở tỉnh Kursk bị Ukraine kiểm soát. Theo đánh giá mới từ giới chuyên gia Mỹ, Nga đã tìm cách tập hợp lực lượng phục vụ chiến dịch phản công ở tỉnh Kursk mà không cần rút các đơn vị tại vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, mặt trận ưu tiên chính của họ. Điều này cho phép Nga có thể tiến công đồng thời trên nhiều mặt trận. Một số quan chức Mỹ nhận định, Ukraine có phòng tuyến tương đối vững trái tại tỉnh Kursk và có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Theo đánh giá. Nga đã giành lại nhiều khu vực ở tỉnh Kursk mà Ukraine chiếm từ hồi tháng 8, song chưa mở chiến dịch phản công quy mô lớn nào. Mới đây, theo quan sát viên Yuri Podolyaka và hệ thống tình báo nguồn mở Deep State, lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công mới tại khu vực này. Một đội thiết giáp của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga đã di chuyển nhanh từ phía bắc, xuyên qua làng Pogrebki và tiến nhanh xuống phía nam dọc theo tuyến đường cao tốc, hầu như không gặp bất kỳ sự kháng cự nào từ quân đội Ukraine. Toàn bộ chiến dịch giống như cuộc tấn công xuyên qua Libimuka của đội thiết giáp Nga vào ngày 6 tháng 10. Theo báo cáo, vì cuộc tấn công của quân đội Nga quá đột ngột, quân đội Ukraine hoàn toàn không kịp phản ứng. Điều này giúp lực lượng Nga nhanh chóng phá vỡ phòng thủ của Ukraine, chiếm quyền kiểm soát ba ngôi làng từ Pokrepki đến Malaya Lugnia, bao gồm Oloka, Novaya Sorochina và Staraya Sorochina. Sau khi kiểm soát được ba ngôi làng này, Nga chuẩn bị tiến xa hơn về phía nam, đi vòng qua Malaya Lugnia từ hướng Tây. Đồng thời với chiến dịch này, Lực lượng Nga ở mặt trận phía Tây cũng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn về phía đông của Darino và Novo Ivanovka với mục tiêu tiến về lại làng Viktorovka. Rõ ràng, lực lượng Nga đang chuẩn bị khép lại khoảng trống giữa tuyến Zeleny Sliak và Malaya loknya nhằm bao vây lại cụm lực lượng Ukraine ở phía bắc Kursk. Theo kênh Telegram, phóng viên mặt trận mùa xuân Nga, lực lượng Nga hiện đã tiến vào làng Darino, thành công trong việc kiểm chế lực lượng Ukraine và ngăn họ điều lực lượng tiếp viện đến khu vực Novo Ivanovka. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang cố gắng tập hợp lực lượng để đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi làng Darino. Tại làng Novo Ivanovka, Nga tiến công quá đột ngột. Một phần quân đội Ukraine ở phía đông của làng đã bị bao vây. Ukraine đã cố gắng giải cứu các lực lượng bị mắc kẹt gần Novo Ivanovka. Trong trận chiến, lữ đoàn tinh nhận số 47 của Ukraine đã bị đánh bại. Mới đây, Ukraine cho biết 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã được điều động để thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng. Theo không quân Ukraine, cảnh báo không kích đã vang lên tại Ukraine sau khi 8 máy bay ném bom Tu-95MS của Nga xuất kích và hướng tới biển Caspi. Các phương tiện truyền thông đưa tin, đây là một cuộc tấn công mô phỏng và không có tên lửa nào được không quân Nga phóng vào không phận Ukraine. Sau đó, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, ông Andriy Kovalenko xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Nga đã sẵn sàng các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau thời gian dài tích trữ tên lửa. Quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập phóng tên lửa của Nga là biện pháp gây áp lực tâm lý lên Ukraine. Đây không phải lần đầu Nga phô diễn sức mạnh nhằm đánh đòn tâm lý Ukraine. Trước đó cuối tháng 8, 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga cũng đã đồng loạt cất cánh từ nhiều sân bay khác nhau trên lãnh thổ Liên bang Nga. Không quân Ukraine cảnh báo trên Telegram Hoạt động của 11 máy bay Tu-95MS đã được ghi nhận trên không phận Nga Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Được hãng Tupolev chế tạo và sản xuất Nga đã nâng cấp Tu-95 lên Tu-95MS để tăng cường khả năng tác chiến Tu-95MS có chiều dài 49,5m, xài cánh 50,5m và chiều cao 12,2m Được gọi là máy bay hạng nặng Bởi Tu-95MS có trọng lượng rỗng là 90 tấn Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 187 tấn máy bay sử dụng 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Kuznetsov NK-12MV với tổng công suất 59.200 mã lực, cho phép nó hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km h tầm hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km. TU-95MS được trang bị nhiều loại vũ khí như pháo AM-23, 23mm, tên lửa KH-20, KH-22, tên lửa hành trình tầm xa KH-55 hoặc KH-55SM. Ngoài ra máy bay cũng có thể mang theo bom chiến đấu FAB-250, FAB-500 và FAB-1500. Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, Nga tích cực triển khai nhiều loại vũ khí từ tên lửa, bom dẫn đường trên không đến máy bay không người lái UAV. Trong những tuần gần đây, số cuộc tấn công bằng UAV đã gia tăng đáng kể, gây ra áp lực lớn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Mới đây, theo tiết lộ từ tờ The Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang lên kế hoạch vận động Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn trước các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người được dự đoán sẽ cắt giảm sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Các nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, họ đang nỗ lực tận dụng thời gian còn lại trước khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể gây căng thẳng trong quan hệ giữa Thủ tướng Anh và tân Tổng thống Mỹ khi ông Trump có thể xem đây là nỗ lực phá hoại chính sách đối ngoại của Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Anh, Pháp dự kiến gặp nhau tại Paris nhân dịp lễ kỷ niệm ký kết hiệp định đình chiến Compiègne, văn kiện chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1918. Chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên một thủ tướng Anh đến thủ đô Pháp kể từ năm 1944. Ở một diễn biến khác, mới đây Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AGM-88E. Động thái này cũng có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không Nga của Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với đặc trưng là chiến tranh điện tử và triển khai tên lửa tiên tiến. Việc chuyển giao AGM-88E, AARGM diễn ra sau đợt cung cấp ban đầu tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM cho Ukraine vào giữa năm 2022. Đợt chuyển giao ban đầu này được giữ bí mật cho đến đầu tháng 8 năm 2022 khi lực lượng Nga công bố đoạn video cho thấy cánh đuôi của một trong những tên lửa này. Hình ảnh đã xác nhận việc Ukraine sử dụng chúng để thực hiện phòng thủ. Sau khi hình ảnh được tiết lộ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Khan đã xác nhận rằng các gói viện trợ gần đây thực sự bao gồm tên lửa chống bức xạ được điều chỉnh để máy bay Ukraine sử dụng. Hiện tại, Ukraine đã nhận được phiên bản tiên tiến của AGM-88E AARGM cung cấp một công cụ tinh vi hơn cho các hoạt động trấn áp phòng không đối phương. Tên lửa AGM-88E có chiều dài 417cm, đường kính 25,4cm và sải cánh 112cm, trọng lượng đạt tới 361kg. Vũ khí này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 60 dặm, tương đương với 110 km và tốc độ tối đa hơn Mach 2, tức khoảng 680 m một giây. Hiện tại AGM-88E được sử dụng bởi Hải quân Hoa Kỳ, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và lực lượng không quân Italia cũng như Đức. AGM-88E là phiên bản cải tiến của tên lửa chống radar AGM-88 HARM được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng thành công từ năm 2022. Nhờ cải tiến này, tên lửa có thể bắn trúng các hệ thống phòng không của đối phương ngay cả khi chúng kịp thời tắt radar. Ngoài ra, hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống dẫn đường quan tính cũng được bổ sung, cho phép tiêu diệt mục tiêu theo tọa độ. Nhờ vậy nên mặc dù tên lửa chủ yếu nhằm mục đích đánh bại hệ thống phòng không của đối phương, nhưng nó cũng có thể tấn công các đối tượng mềm quan trọng khác. Mới đây, Sputnik dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov nêu rõ, không hề có cuộc điện đàm nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sau cuộc bầu cử vừa qua. Ông Peskov nói thêm: "Đây là ví dụ rõ ràng nhất về những thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải kể cả nguồn uy tín." Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Thông tin trên không đúng sự thật và chưa từng xảy ra." Cũng theo ông Dmitry Peskov, Điện Kremlin hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho bất kỳ cuộc hội đàm nào giữa Tổng thống Putin và ông Donald Trump. Trước đó tờ Washington Post trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Nga. Nguồn tin cho biết Ông Trump khuyên ông Putin không nên gia tăng xung đột ở Ukraine và nhắc nhở nhà lãnh đạo Nga về sự hiện diện quân sự đáng kể của Washington ở châu Âu. Ngày 7 tháng 11, ông Trump điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thông tin cụ thể về cuộc điện đàm không được hai bên tiết lộ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng không nêu rõ kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên, Nga, bên hiện chiến như thế trên chiến trường cho biết, sẽ chỉ chấp nhận một kết quả giải quyết được nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột Ukraine. Theo Moscow, những điều này bao gồm vấn đề NATO mở rộng hiện diện ở châu Âu và các chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với người Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định chỉ chấp nhận một hiệp ước hòa bình, trong đó Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và một số điều khoản khác. Trước đó, Điện Kremlin cho biết, ông Putin sẵn sàng thảo luận với Ukraine với ông Donald Trump, nhưng điều đó không có nghĩa Tổng thống Nga sẵn sàng thay đổi các yêu cầu của Moscow. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra những tín hiệu tích cực xung quanh ông Trump, dù tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ được cho là khó đoán hơn so với tổng thống Joe Biden. Ông Peskov nói trên đài Russia One rằng ông Trump tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận dẫn đến hòa bình. Ít nhất, ông ấy đề cập tới hòa bình, chứ không nói về sự đối đầu hoặc về muốn gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. Theo AP, RP... Hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập đã tập trung tại thủ đô Tbilisi, Georgia, tiếp tục biểu tình phản đối chiến thắng được tuyên bố của đảng cầm quyền giấc mơ Georgia trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Trong cuộc bầu cử, đảng cầm quyền giấc mơ Georgia giành được 54% số phiếu và tiếp tục duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Đây là một kết quả được nhiều người dân Georgia ủng hộ vì đảng này đã mang lại ổn định trong những năm qua và duy trì quan hệ cân bằng với các nước láng giềng, gồm cả Nga, đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một số đảng đối lập, trong đó có Liên minh phong trào thống nhất quốc gia, đã từ chối chấp nhận kết quả và cáo buộc chính phủ gian lận. Những người biểu tình vẫy cờ Georgia và Liên minh châu âu -EU và tụ tập bên ngoài nhà quốc hội Georgia. Họ yêu cầu một cuộc bầu cử quốc hội mới dưới sự giám sát của quốc tế và một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận bầu cử. Lãnh đạo UNM Georgi Vatsade tuyên bố rằng phe đối lập sẽ chiến đấu đến cùng. Ông nói, các cuộc bầu cử đã bị gian lận nghiêm trọng, đó là lý do tại sao chúng tôi không công nhận kết quả. Mục tiêu của chúng tôi là các cuộc bầu cử mới, là thành lập một chính phủ mới. Điều này sẽ đưa Georgia tiến tới hội nhập châu Âu. Các nhà lãnh đạo phe đối lập đã tuyên bố tẩy chay các phiên họp của quốc hội và tổ chức các cuộc biểu tình thường xuyên cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng. Tổng thống Salome Zurabishvili, người đã bác bỏ kết quả chính thức, cho biết Georgia đã trở thành nạn nhân từ áp lực chống lại việc gia nhập EU. Zurabishvili, người giữ chức vụ chủ yếu mang tính nghi lễ, đã thúc giục Mỹ và EU ủng hộ các cuộc biểu tình phe đối lập đã đưa ra những cáo buộc rằng cuộc bầu cử đã diễn ra trong tình trạng bất công và có sự can thiệp từ Nga. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục cho những cáo buộc này. Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc can thiệp bầu cử của Georgia. Georgia và Nga có một mối quan hệ lâu đời với sự kết nối văn hóa, lịch sử và kinh tế chặt chẽ. Nhiều người dân Georgia coi trọng mối quan hệ với Nga như một yếu tố thiết yếu để đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định kinh tế. Chính phủ Georgia hiện tại, dưới sự lãnh đạo của đảng giấc mơ Georgia, đã giữ được sự cân bằng quan trọng giữa Nga và phương Tây, không nghiêng về phía nào một cách cực đoan. Điều này giúp Georgia phát triển mà không làm mất lòng các nước láng giềng và các đối tác quốc tế. Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền của Georgia và sẵn sàng hỗ trợ nước này trên con đường phát triển. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!